Chỉnh trang các tuyến phố, treo cờ Tổ quốc, cờ lễ hội, trang trí khu vực ban công và các công trình nhà ở, mà đến công trình để chào mừng lễ hội. Ban tổ chức trân trọng. Hiện tại em đang có mặt tại lễ hội Đình Kim Ngân Hà Nội và hội nghề Kim Hoàn năm 2023. Bây giờ là 4 giờ kém, đang chuẩn bị 4 giờ là lễ rước kiệu. Đây có những cái đoà sen rồi các bình. Đây một cái lư. Hội Hoàn kiến tổ chức lễ hội Đình Kim Ngân và hội nghề Kim Hoàn năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn. Khu phố cổ Hà Nội thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chính là khu 36 phố cổ xưa, nơi Kim Hoàn của nhiều người truyền thống với các cố nghề và những ngôi đình thờ tổng nghề tiêu biểu có di tích quốc gia Đình Kim Ngân ở số 42 Kim Cương, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, thờ ông Tổ Bách Nghệ và tổ nghề Kim Hoàn. Theo các tài liệu còn lưu tới ngày nay, từ thời Lê Thánh Tông 1460-1497, ông đã được người dân làng Châu thuê ra làm nghề này. Dần dần, người dân Châu quay lên năm năm làm nghề đúc bạc ngày càng đông. Từ nghề đúc bạc nén, tiến tới đổi bạc, đổi hai tiền, làm nghề bạc và biến nghệ khách hàng, thành phục vụ rồi trở nên phố nghề hàng bạc ngày nay. Đình Kim Ngân được người Châu thuê khởi dựng và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Năm 2013, Đình Kim Ngân được xếp hạng là di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp. Thường vào dịp xuân tế và thu tế, chợ Châu Tây Tế, lễ Thành Hoàng và Tổ Đây và đài truyền hình VTC những ghi hình. Bảo Hà Nội, ngoài mục đích thường có cổ vũ cho Việt Nam và người Việt là hơn tổ chức sinh hoạt của cộng đồng. Đây là cái hình rau. Đây là một trong những lễ hội khá là hiếm hoi ở phố cổ. Ở phía bên tiên kia các chị lớn tuổi hơn, đây các em nhỏ tuổi hơn. Giới thiệu tổ chức sự kiện các công đoạn, kỹ thuật nghề truyền thống Kim Hoàn, các sản phẩm Kim Hoàn của các địa phương. Các chương trình biểu diễn âm nhạc sẽ đón được tổ chức phục vụ nhân dân trong những ngày diễn ra hoạt động lễ hội với các hoạt động chính như sau. Đây thì nữa những lại sẽ dựng hết hình về thành quận hình con rồng. Đây kéo dài xuống tận dưới này.
đây có mấy viên vàng bên ngoài rất là to. Trống
Đây là một cụ đánh trống. Thank you.
Đây là có các bạn tiếp nước. Đoàn đã giới thiệu để đoạn nó khô hăng sầu. Ở chỗ này một ngã tư người xem ra ở đâu. Đông người xem ở hai bên đường cũng như khách. Chỗ trống này có vẻ là vui vẻ nhất.